Kênh Phụ Nữ và Gia Đình rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm giỏ dây thừng với hoa mai nha. Thì để làm được cái giỏ dây thừng này, các bạn cần chuẩn bị những cái nguyên liệu sau đây. Đầu tiên là mình cần phải có dây thừng. Dây thừng thì các bạn lựa loại to khoảng ống tay cái nha, các bạn sử dụng khoảng 8 mét. Tiếp theo là mình cần phải có súng bắn keo. Thì mình sử dụng súng bắn keo nhỏ thôi để mình dễ tạo những cái chỗ mà góc cạnh cho nó dễ nha các bạn. Tiếp theo là mình cần phải có keo nến. Ở đây thì mình sử dụng khoảng 5 que keo nến và một ít nơ, một ít hoa mai và lá, với lại là nụ hoa mai nha, một ít cỏ với lại miếng xốp để mình lót trong cái đế của cái giỏ. Bây giờ mình sẽ thực hiện ngay sau đây nhé. Đầu tiên là mình sẽ cuộn tròn cái sợi dây thừng để mình tạo thành cái đế của cái đáy giỏ nha. Mình bỏ cái lớp keo này đi. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu xoay tròn nhé. Mình sẽ sử dụng súng bắn keo để mình cố định, tạo cái độ kết dính giữa cái đoạn dây thừng. Các bạn nhớ là mình cuộn chặt tay và mình đi keo nến cho nó đều để cho cái vỏ của mình nó kết dính với nhau, để không là nó sẽ dễ bị hở nha. Keo nến thì nó rất là nóng cho nên là các bạn khi mà mình chích keo rồi thì các bạn phải cẩn thận, không là dễ bị phỏng tay nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục xoay vòng. Sau khi mà mình tạo cái đế để thành cái đáy của giỏ hoa rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ đi cái dây thừng để đi lên để mà tạo thành cái thành của cái giỏ nha. Kích cỡ vòng tròn của đáy các bạn thì các bạn cứ to nhỏ tùy theo sở thích của mình nha. Nếu mà các bạn nhiều dây thừng thì mình có thể làm cái đáy của cái giỏ nó rộng hơn chút xíu nha. Ở đây thì mình sẽ sử dụng kích cỡ này thôi. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu là các bạn như thế này, xong rồi mình sẽ cho nó chồng lên cái dây thừng thứ nhất. Sẽ chồng lên và mình đi luôn cái phần cái thành của cái giỏ. Các bạn cứ đi cái dây thừng xung quanh cái đế giỏ nha. Mình đi cho đến cái độ cao mình cảm thấy là nó phù hợp để mình bỏ cái miếng xốp vô để mình cắm hoa là được nha các bạn. Thì trong cái quá trình mà mình đi như vậy thì mình cũng vẫn liên tục chích keo. Các bạn nhớ là mình cứ ấn chặt và mình chích keo cho nó sát lại nha, cho nó không có buông cái vỏ của mình ra. Mình đã đi được 3 đường dây thừng để tạo thành cái thành của cái vỏ rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi với những đường còn lại nha. Các bạn cũng vẫn là đi keo nến trước, sau đó thì mình sẽ đè lên, dùng tay mình đè lên, với dây thừng mình đè lên để cho nó chắc. Giỏ dây thừng này nè các bạn, ngoài việc mình cắm hoa khô á, thì mình cũng có thể cắm hoa tươi nha. Mình mua miếng xốp, sau đó thì mình lót ở bên dưới cái đế của cái giỏ dây thừng này bằng một ít mũ ni lông á, để cho nó không bị thấm nước ra cái dây thừng của mình. Thì mình sẽ cắm hoa vào trong cái miếng xốp nước đó thì cũng chưng hoa được trong vòng một tuần đó các bạn, tùy theo hoa mà mình cắm có thời gian lâu hay là mau nha. Mình làm cái giỏ hoa này mình có thể là trang trí ở phòng khách hoặc là cái chỗ làm việc của mình, nó cũng rất là xinh. Mình đã đi đến đoạn cuối cùng của sợi dây thừng rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ giấu cái phần mối nối này nha. Các bạn cứ xe chặt, sau đó mình sẽ ép xuống đây và mình dùng súng bắn keo để mình giấu luôn. Tiếp theo là mình sẽ làm một cái quai để mình cố định cái giỏ mình dễ xách nha các bạn. Mình
sẽ nhập đôi cái sợi dây. Thì cái quai này các bạn, cái kích cỡ và chiều dài á, thì các bạn tùy theo nha. Ở đây thì mình sử dụng khoảng tầm 20 nha các bạn. Kích cỡ của cái đoạn dây này á là khoảng 20cm. Sau đó thì các bạn nhập hai sợi dây lại, mình dùng xuống mắc keo để mình cho hai sợi dây này nó dính lại với nhau. Sau khi mình đã nhập tạo thành một cái quai cho cái giỏ của mình rồi thì bây giờ mình sẽ dùng xuống mắc keo để mình cố định lại nha các bạn. Mình cố định, mình giấu cái quai vô bên trong nhé. Sẽ dán vô và cố định để mình xách được nha. Để cho cái quai của mình chắc thì các bạn nhớ là dùng xuống mắc keo, mình bắn nhiều keo nến cho một chút xíu nhé. Mình đã gắn cái quai vô trong cái giỏ luôn rồi nè các bạn. Mình xách lên thử luôn nè các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu trang trí và mình cắm bông vào trong cái giỏ của mình nha. Các bạn sẽ sử dụng miếng mút trắng như thế này thì các bạn đo kích cỡ cho nó vừa với lại cái giỏ của mình nha. Sau đó mình sẽ cắt và mình cho vào trong chính giữa như thế này. Sau đó thì mình sẽ dùng ghim để mình cắm vào trong cái hoa mai và mình cắm vào trong cái miếng tốt này nha các bạn. Mình đã làm xong cái giỏ bằng dây thừng cắm hoa mai rồi nè các bạn. Mình trang trí hoa mai với lại là một ít nơ ở trên nha. Nhìn rất là dễ thương đúng không các bạn? Nếu có thời gian thì các bạn hãy mua dây thừng và tự trang trí những chiếc giỏ xinh xắn như thế này để mình trang trí trong cái phòng khách nhân dịp Tết sắp đến nha các bạn. Mình thấy là cái cách thực hiện nó cũng không hề khó lắm đâu. Các bạn hãy tự tay để thực hiện nhé. Chúc các bạn thành công nha. Chào tạm biệt các bạn. Nếu các bạn thấy video clip này hữu ích thì các bạn hãy like, share, subscribe cho kênh Phụ Nữ và Gia Đình nhé.